Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm qua đến sáng nay, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục xảy ra mưa dông kéo dài, gây sạt lở đất đá, ùn tắc giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mưa kéo dài trên diện rộng đã làm hàng chục điểm sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao nguyên đá. Một số thôn bản tạm thời bị cô lập do đất đá vùi lấp đường đi. Tại huyện Đồng Văn có 3 nhà dân bị sập đổ do sụt lún, rất may không có thiệt hại về người. Tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi, mưa lũ cũng làm nước suối dâng cao khiến đất đá tràn vào nhà dân và các tuyến phố. Tuyến đường tỉnh lộ 177 xuất hiện nhiều vết nứt tại các ta luy dương và hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Dự báo mưa lớn vẫn có thể tiếp tục xảy ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Giang chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng di rời người dân đến nơi an toàn. Thưa quý vị, theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 đã làm 4 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai, một người bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn, chưa tìm thấy thi thể. Tỉnh Phú Thọ, một người bị lũ cuốn trôi khi đi qua, đã tìm thấy thi thể. Tỉnh Hòa Bình, 3 người thiệt mạng, 2 người mất tích. Tuyên Quang, 1 người mất tích. Thưa quý vị, trẻ 5 tuổi là lứa tuổi thấp nhất nằm trong danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19. Vì còn nhỏ và đang ở độ tuổi hiếu động, nên lứa tuổi này cần có sự giám sát chặt chẽ trước, trong và sau quá trình tiêm. Tại Hà Nội, nhiều địa bàn đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 tuổi. Trong bối cảnh tăng tốc tiêm chủng để đạt bao phủ miễn dịch, việc bảo đảm an toàn tiêm chủng cho các trẻ nhỏ tuổi nhất vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Có con trai 5 tuổi lần đầu đi tiêm vaccine COVID-19. Dù hơi lo lắng vì cháu còn nhỏ, nhưng anh Giang vẫn quyết định cho con đi tiêm khi biến thể mới đang lây lan nhanh hơn. Lứa tuổi bạn này chưa, đây là lần đầu tiên. Kể cả như người nhà của mình thì cũng có chia sẻ là cũng chưa biết như nào á, cũng sợ bị ảnh hưởng đến các cháu. Mình cũng hơi lăn tăn một chút. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà trẻ con nó tiêm được mũi vaccine ấy, thì nó sẽ có những cái đề kháng trong cơ thể, nó sẽ giúp bảo vệ nó tốt hơn. Còn em bé này dù đã nhiễm COVID-19, nhưng mẹ em vẫn đưa em đi tiêm để tăng cường miễn dịch cho con khi chuẩn bị đi học. Con mình bị rồi, mình vẫn muốn tiêm cho con, tiêm sẽ tốt hơn. Nếu mà sốt thì mình thôi, nhưng mà sốt cao và có triệu chứng thì mình cho đi viện. Em mình cũng không lo. Tại điểm tiêm trường mầm non 20 tháng 10 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trẻ em 5 tuổi được tổ chức những buổi tiêm riêng. Không chỉ có phụ huynh mà các cô giáo cũng sẽ được cử đi theo sát các em. Trẻ được sàng lọc kỹ càng từ cả phía phụ huynh và giáo viên. Mọi công tác theo dõi sau tiêm, sẵn sàng cấp cứu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là lứa tuổi nhạy cảm do các em còn nhỏ, hiếu động. Vì vậy, các khâu trong và quá trình sau tiêm đều được thực hiện kỹ lưỡng, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Đảm bảo an toàn tiêm chủng là chúng tôi chia giờ, thời gian giãn cách ra. Và bố mẹ và các cô khám đưa đi và khám sàng lọc rất là kỹ. Có một kíp cấp cứu của viện tim là chuẩn bị đầy đủ cơ số cấp cứu và bác sĩ điều dưỡng của viện tim để cấp cứu. Xe cấp cứu đã sẵn sàng, nếu có sự gì xảy ra là đưa đến bệnh viện luôn. Việc mà theo dõi về những cái vấn đề bất lợi xảy ra sau tiêm đã được thực hiện một cách hết sức là nghiêm ngặt. Với những cái vaccine ví dụ như Pfizer chẳng hạn, tất cả những cái ghi nhận liên quan đến những cái đứa trẻ mà tiêm đó thì đều là ở bình thường và cái hiệu quả bảo vệ đã được chứng minh là có giá trị bảo vệ phòng những cái thể nặng cũng như là tình trạng phải nhập viện và đặc biệt là phòng được những cái vấn đề về hậu COVID. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn khó lường thì việc tiêm vaccine sẽ phòng tránh được những nguy cơ tăng nặng cho trẻ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa thể hiểu được các phản ứng của cơ thể mình nên phụ huynh cũng cần hạn chế cho trẻ hoạt động thể lực nhiều trong vòng 3 ngày sau tiêm, không để trẻ rời khỏi tầm mắt, theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của trẻ khi sinh hoạt để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.